bập bập bùng, bập bập bùng. Bấm hai cô ạ, à. Rước hai cô xuống dưới đây ạ. À. Vâng, hai cô hay quá. Vâng, thưa quý vị. Gàng lắm, em không biết là em làm như vậy thì sẽ xảy ra đốt nhà, tan già nát cửa nhé. Anh cũng không ngờ rằng là anh trở thành một cái vai mà phản phất hương khói. Em đố anh Nam, cái ý tưởng mà thí sinh tràn xuống dưới rồi nắm tay ban giám khảo rồi năn nỉ lại anh cho em đi lấy chồng đến từ đâu ạ? Một người chơi khăm tôi như vậy, không ai khác chính là... Nguyên Khang. Anh Minh Vi.